vừa mới khoan, vừa mới tức thì sử dụng ống của Thái, nó chạy hành tia như thế này, rồi sau khi nó chạy nó rút hết. Đó. Vừa mới khoan xong cách đây 5 phút. Sử dụng ống như hàng Thái Lan thì nó sẽ không có bị tắc mũ. Ở đây thì vườn cái mặt cạo hồi phục tốt nên một số cây áp dưới miệng cạo để tận dụng cái mũ thì mũ cũng đẹp. Còn một số cây thì áp trên miệng cạo thì mũ rất là đẹp hơn. Nhưng mà ở đây chủ vườn họ muốn tận dụng thêm cái da này trước khi ở trên. Nên mình sẽ làm dưới cái mặt cạo nhưng mà vẫn đạt được mũ giống như bình thường. Để đây mặt cạo một đa phần thì mặt cạo nó đẹp, chỉ có một số cây thì mặt cạo hơi xấu thôi. Đây là vườn thí điểm. Thí điểm 100 cây. Để coi là trong năm nay cái cây nó có quen với khí và nó đáp ứng khí tốt hay không và phù hợp không. Thì qua năm sau thì họ đầu tư 1 hecta thì họ có hơn 1 hecta thì chỉ chiếm dưới 10% cái vườn của họ thôi. Thì là đầu tư trong mức an toàn. Dưới miệng cạo thì lần 3 lần lấy mẫu trước thì rất là đạt nên triển khai là làm hết dưới miệng cạo luôn. Thì cây ở đây thì cái lớp da cạo đẹp, lớp da tái sinh tốt nên nó cái mũ áp ở dưới thì nó đạt mũ. Còn một số tùy một số vườn thì cái cạo không có đẹp nên nó sẽ bị chặn mũ xuống và nó không đạt. Thì nên không phải có vườn, nên tốt nhất là cứ làm trên miệng cạo thì nó sẽ là đạt hết cho nó chắc ăn. Nên tùy vào cái vườn cây của mình thì mình có thể thử trước một số cây ở dưới miệng cạo, nếu mà đạt hết mình tận dụng ở dưới luôn trước thì hay hơn là làm lúc đầu từ phía trên miệng cạo.